Xin chào cả nhà. Hôm nay em đi thăm giống ngô nếp Wac 50 của Syngenta này, trồng tại Thanh Hóa. Cây rất là khỏe, sạch bệnh. Bắp to như bắp ngô ngọt. Mẹ xanh dâu trắng lá bì. Bắp này tầm tuần là ăn được cô. Vườn nhà bác này thì trồng xưa nên cây rất là to, bắp tỷ lệ hàng một rất là cao đấy. Cô thấy vườn này bắp nó to giống bắp ngô ngọt không? Trồng xưa nên tỷ lệ hàng một rất là cao này, rất là ít bắp hai, dường như là không thấy bắp hai đâu. Đó. À, bắp này nó to chắc tầm năm lạng quá. Có thấy giống này nó tai nó ra giống ngô ngọt không? Vườn này đến hôm nay là thời gian sinh trưởng là 70 ngày rồi. Mùa đông nên thời gian sinh trưởng nó sẽ kéo dài hơn một chút. Tỷ lệ đồng đều bắp loại một rất là cao. Cây khỏe, sạch bệnh, chống được dị sắt. Đây. Em đi sâu vào trong cho cả nhà xem. Tôi thấy năm nay ngô ngọt nó giữ được giá cao hơn so ngô nếp nó giữ được giá cao hơn so với ngô ngọt không? Cây rất là thích. Côi vườn này đến hai sào anh nhỉ? Bảy luống này chắc hơn một sào thôi ạ. Hàng chợ mà nhìn form dáng này thì miệng chê luôn ạ. Đấy. Đứng ở trên đường đó thôi mà đến khi đứng vâng. Đếm, đi xuống ruộng mới biết là này cô thấy đánh ngạo nghễ này cô thấy xuống mới thấy cái bắp nó to đúng không? Cũng cũng là đứng ở trên đường đây cái lúa này này rau chào này này giờ cũng bắp gì đấy bắp này trên 5 lạng cũng
Bây giờ nó mọc đấy. Đây này, cái này còn hơn này. Vâng. Đấy này. Đó, cái luống này rất là đều. Luống này đều đấy. Cô thích cây này nó có khỏe không? Khỏe và nó sạch bệnh đúng không? Nó hạn chế được cái bệnh dị sắt này. Đây này. So với các giống này. Trên thị trường. Chân ra này. Chân ra cái rễ chân kiểng thế này thì đúng chắc rồi, không bao giờ đổ. Này. Vụ tới có nhớ chồng với cháu lên mấy mẫu đi. À, nếu mà nữ thì lại trồng cái cỡ cuối tháng 12. Cuối tháng 12 trồng giờ luôn chứ. Hả? Thu sang trồng luôn chứ. Đất. À. Cuối tháng 12 là ra tầm cỡ tháng 3 là thu hoạch được. Vâng. Lúc đó là trời nắng đó, thì là cái ngô nếp là hắn sẽ chịu nhiệt hơn là ngô ngọt. Ngô ngọt mà sang tháng 3 thu hoạch là bỏ hạt đấy. Nếu mà rứa thì là cái vụ vô Tết, tức là thu xong là tôi xuống cái giống như là vườn, mà không làm dưa nữa, làm dưa chán. Giống này thì trồng được quanh năm á cô. Ừ. Làm dưa người ta chán rồi. Nhưng mà cái này là mới hả? Không ạ, cái này bán thị trường mấy năm nay rồi cô. Vâng. Nhưng mà năm nay thì cái nhà đi làm thấy là bán được cái tô đã đi. Cô trách cho cháu cái bẹ này với. Bẹ xanh như trắng ạ. Đẹp thật đấy. Cái hạt rất là tốt, hạt nóng thẳng hàng. Đúng. Thấy không? Dài. Đạt cho cháu xin luôn cái bắp này. Hôm sau cô mà thu cháu xuống xin mấy cây về cháu cắm làm bình hoa. Em xin phép chào cả nhà, em đi thăm vườn ngô ngọt đây.